cái con mẹ sáu bào ấy báo với con dạ, chó đó. Trời dạ, ơi, cô nói thiệt á, cô mà ở đây ha, cô là người ở đây là cô nói thiệt. Là mệt với cô ha. Là khó sống với cô, nó con quất nó liền nó thiệt. Cô quất luôn hả? Ghét luôn lắm á. Dạ. Con quỷ và chó chứ con mẹ sáu bào á thiệt. Còn lần có chào đình ha. Hiện tại có một cô cả nhà, rất là dễ thương luôn. Dạ, con chào cô. Giờ cô á. Dạ. Ở bên đất cô về. Dạ, trời. Cô không có gì, cô muốn mua mấy cái đồ ủng hộ này cô cho tụi con thì bây giờ tụi con cô không biết bao nhiêu mà bây giờ tụi con tự chia ra đi nha. Dạ, trời quý quá trời. Là dầu này là ở bên đất cô đem về. Dạ. Sáng mai cái tao dương số tiếng của nó quăng ở tao quá trời luôn. Trời ơi. Cái này tao bị vẽ nè, bây giờ tụi con bây giờ còn có được 6 chai vậy, dạ. Cho được 6 chai. Dạ. Dạ. Vậy tôi thằng sức miếng cô dạ. Thôi vậy ha. Dạ, giờ cái phần này nè. Tại vì cô hỏi với cổng mới là tụi con thích ăn cái này. Dạ, dạ đúng rồi. Nói tụi con cô không biết tụi con ăn. Em cũng thích ăn cái chung là khán giả là chung về tụi con là thích cái đó. Thì dụ cô không có biết là nhưng mà biết tụi con ăn cái gì nữa thì tụi con cứ về cái. Dạ. Cô ủng hộ cô theo dõi cái đài Nam này ở bên Đức. Coi như là từ ngày chú ấy anh Vũ Linh nó chết rồi. Cô bất xúc cái chuyện mà gia đình cái lần cô muốn cầu xin con anh sợ con thành Mỹ với bùm bùm rồi đó ủng hộ Hồng Loan tụi con ở gần đây. Dạ. Con ở đây tụi con giúp đỡ bảo vệ hết. Cô muốn sách về nhiều lắm để cho tụi con mà chứ dạ. Đi không cho phép. Dạ. Xúc tiến không có cho phép. Dạ. Đó không thì thôi bây giờ của lòng nhiều cô ấy rồi ở đây có tấm lòng mình chinh hết cô ơi. Cô về được bao lâu rồi cô? Cô về mới được có từ mấy à? Dạ. Thì bây giờ thôi cô cũng tặng cho mấy con số tiền. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Chia ra ha. Dạ. Có đồng nhiều đi. Nói cả nhà cô ở bên Úc về, ở bên Đức về, bên Đức về. Coi được bao nhiêu rồi? 2, 4, 6. Thôi giờ nè cho 1 triệu đi ha. Dạ. Tự con tự chia ra. Quá thường cô cả 6 nhà. 6 người phải không hai? Thì giờ đó cô cho 1 triệu này với lại cái đồ này nè. Dạ. Dạ. Rồi thôi con ha. Con ráng ủng hộ cho Hồng Loan. Em đại diện cho mấy anh em nhận nha 1 triệu. Con cảm ơn cô. Cũng thay mặt mấy anh em cảm ơn cô. Cô khỏe đi rồi cô đi lên xin xin mộ nữa cô. Trời muốn về mà không quá. Không có gì mà biết không quá. Ha. Bây giờ á chứ ráng ủng hộ cho Hồng Loan với lại gia đình nó thấy quá tội trời. Bây giờ cô bớt khóc rồi đó. Dạ. Chứ hồi mới á, tội cô khóc, cô em khóc nắng ngày đó. Luôn á. Nóng đầu. Mỗi lần coi là nghĩ nào cô cũng coi á. Cô coi từ ấy, tâm sự phố gì tụi con là cô. Đó rành dữ lắm, cô coi nghĩ nào cô cũng coi. Cô biết kênh nào nữa không cô, ngoài kênh anh Tâm cô. Nhiều lắm mà giờ mày biểu tao nói, tao không biết dạ. Kênh nào tùm lum hết á. Không nhớ nữa cô. Giờ cô mà kể từ kênh chắc hơn. Nhiều lắm, không nhiều lắm. Dạ không sao đâu con. Tôi nói nữa. Cô tâm sự. Cô từ bên Đức mà đây mà để tôi con chịu nắng gió không được. Cô cứ tâm sự nha, tâm sự cho mọi người cùng nghe. Bây giờ nó có thiệt đó cô. Cô rất là hận. Cô rất hận cái cho con mẹ sao bà ủy báo với con chó đó. Trời ơi, cô nói thiệt á, cô mà ở đây ha, cô là người ở đây là cô nói thiệt. Là mệt với cô ha. Là khó sống với cô, nó con quất nó liền hết. Con quất luôn hả? Ghét luôn lắm á. Dạ. Con quỷ và chó chứ con mẹ sáu bào á thiệt. Con lên tiếng con quất luôn. Mình nghe rồi mình thấy tội nghiệp. Dạ. Tội nghiệp chú Vũ Linh, anh Vũ Linh nè. Trời ơi, cuộc đời cả cuộc đời á gì. Vì anh, vì em, vì gia đình hết mà trời ơi giờ cái cuộc của nó là giờ đối xử con người ta vậy. Con ruột con nuôi vậy ta con hợp pháp người ta được quyền chứ. Đúng rồi. Ở đâu mà mày nhảy vô mày ăn hồi đó thì mày báo có 1000 mấy cây vàng bao nhiêu nhà tao được mày bắt ăn hết mẹ nó luôn giờ mày đòi cái gì. Mẹ nó cứ đó mà ta. Cái gì nó có nhân quả tụi con để đi, cái gì nó cũng có nhân quả hết rồi. Nhân quả sẽ đến với tụi này mình, nhân quả đã đến rồi đó. Thiệt cô rất mừng dữ lắm. Dạ gần đây cũng có coi chị Loan hát không cô? Có, cô trời qua Úc dạ. Tây Ninh đi. Tao nói cái kênh của tụi con mà quay lên cô không sót một cái kênh nào. Coi nát hết luôn hả cô? Coi nát coi. Cô dạ. Rành cái Đại Nam Ma này, cái dạ. Đại Nam Ma này dữ lắm. Tây Ninh năm này Hồng Loan có diễn tiếp nè cô, còn ở đây có xem ủng hộ không cô? Ở đâu? Ở Phòng Trà. Phòng Trà 147 năm quan ta. Rồi tới đó thì nếu mà cô thấy chị mà hát, cô dạ. Dạ. Cô thấy chị Hồng Loan hát làm sao cô?
bây giờ ai đâu phải ca sĩ là ca vậy thôi chứ. Dạ. Còn mà okay ca sĩ mà có ai coi nó? Dạ. Quỷ coi nó. Đúng rồi, quỷ trời đất ơi. Đó mấy thằng ta miễn là lòng dân được rồi. Dạ. Mà ca đâu phải được. Người ta mà nói chung mà. Nhưng mà có cái tiếc là chúng ta làm một mới có 10 phút là không lâu. Đó, có 10 phút còn là nó tiếc. Có tôi kêu tụi anh sớm rồi đây. Trời ơi. Bao xe bao đồ mà cứ em đi cứ em hơi chậm trễ xin lỗi. Không hay là bây giờ bớt à. Nắng cô đi sẽ đi tới lớn hơn hộ. Ủa cô ở Bình Tân. Bình Tân á mà ở cầu Bồ Bồ á ở cái chuột Bến Xe Tây á. Dạ. Xa lắm nha. Nắng quá. Nắng quá cô đứng. Bây giờ mà nắng quá mà cho anh ta đứng. Dạ không sao đâu ạ, không sao ạ. Cô có tâm sự thoải mái. Thôi thôi, chung là chưa có độ mà. Đi. Đứng tới chiều cũng được nữa con, không sao lâu lâu mới có cơ hội để tâm sự coi. Hồng Loan ti nó ca, ta đâu phải ca sĩ đâu mà ta ca vậy hay mày biểu tặng ca có bằng Hồng Loan không? Đợi nói nha. Như cô nè, cô cũng ca cũng hồi con gái cô cũng ca hay lắm mà, bây giờ tao ca không được như Hồng Loan. Đâu cô làm khúc đi cô. Tặng cho tụi con. Dạ. Sẵn tặng khán giả luôn cô ơi. Đó cô nói cho tụi con nghe vậy á, tụi con. Cô nói còn muốn giúp đỡ cho tụi con nhiều lắm thôi. Dạ. Cho tụi con bảo vệ vòng ngoài. Dạ. Công việc Hồng Loan, cô có việc một lần, cô muốn tỉnh mất mẹ. Mất mẹ cô, có một mắt tám tuổi. Cô khổ sơn trường, nằm lên bởi mỗi lần mà nghe chủ ông Vũ Linh nghe những cái bài gì của Hồng Loan, cô khóc. Cô khóc, lúc đầu cô khóc dữ lắm. Bây giờ từ từ cô bớt. Chị không chèm chèm luôn. Hồng Loan thấy tù nghiệp cuộc đời. Dạ. Cô nó đi chạy xe. Chị quay em nè chị. Tiếp bơ gì, hút mùa dịch. Vậy mới tình cảm đúng không cô? Vậy mới tình cảm. Cô cứ tâm sự thoải mái. Bây giờ cô nói thiệt á. Bây giờ mà trước mặt của bà, cô kêu con chửi chỉ thẳng mặt cô. Chỉ thẳng mặt luôn nha cô. Chửi thẳng mặt vô sáu bào với bảy báo liền. Cô múc luôn hả? Ờ, với con điện cùng chỉ cái vô ché. Vô cái gì á? Cái gì à lồn, cái gì chạy lồn. Tao đâu có nói bậy đâu, cái gì mà khó nghe nó lộn cái thành nó bậy. Cái gì đó? Lành trên bồn. Ờ, lành trên bồn, lại lên xe nó xong rồi rành nó, sao lại đây tao nói lộn nè. À, nó lộn rồi, nó bự rồi. Nó lộn, nó lại, nó lộn. Có khi nó nói bậy mà còn nói bự nữa. Đó, cô nói thiệt đó, mấy người đó hả? Bây giờ nó sẽ mang cái hậu quả sẽ đến nó đi giờ đi nè. Nó đang trời, đang đại đỏ đó đó. Ờ, cô nghe thông tin cô có nghe cái gì có cô qua hậu bảy màu không cô? Sao không có quỷ sư mua coi gì sư mua chứ bảy màu mày sao mày sao mày sao mày sao mày sao bây giờ con gì con bánh tét bây giờ nó quay xe lại nó đó. Quay xe rồi đó mà hôm qua nó lên nó chửi mới con nước nó chửi con quỷ với chó nó nói gì à bánh tét ăn rồi tét bị con bánh tét chửi quá trời luôn trời hôm bữa thì nên tụi nó tao cũng hết chào ơi, nó nói cái gì á, tụi con nên nhớ cái gì nó cũng có nhân quả hết, dạ. Có nhân quả hết, trời cao ông vậy chứ ông nó mắc bởi hả hồi cô có nghe vụ thám tử không cô? Thám tử cao hả? Dạ. Vậy là hẳn cái thằng nó hám tử cung chứ không cao nha. Ờ, không có cao đâu, nó tử cung mà. Đúng rồi. Tại vì nó. Trời ơi cô. Bây giờ con nói ra cái gì là cô biết hết trơn á, chứ mày cô không biết. Cô coi mấy cái kênh YouTube là nát hết rồi. Bà nói điện thoại nát hết, không luôn có YouTube nào mà đâu bỏ số một người nào. Sáng cô ha, 9 giờ cô làm là 6 sáng cô mở cho cô coi. Cô coi cho cái trưa cô nghỉ hai cái cô coi, tối cô coi tới 1, 2 giờ đêm luôn. Có tính Hồng Loan không á. Nghe nói là tương lai là chị Hồng Loan đi qua Mỹ hát, cô ủng hộ không cô? Cô trong nữa, cô dạ. Qua, nếu qua Mỹ, đều qua Đức rồi này kia cô. Còn à, con mẹ nào mà nói cho chú Du Linh là mượn 100 triệu kêu nhắn con mẹ nó đi lợi ngay chỗ tao cho địa điểm là tao trả 100 triệu cho. Tao trả cái mặt nó má nó nhìn không ra luôn. Trời ơi, cô bức xúc quá cả nhà ơi. Nói đòi 100 triệu con quỷ nào ở bên Đức đó. Quay biết tao chỉ cho nó số nhà đi, tao chỉ địa điểm tao cho nó lợi tao đón tiếp nó liền, tao trả nó 100 triệu liền. Tao trả thế cho, tao trả 100 triệu. Cô tức lắm, cô coi, cô nói dưới giá nào cô về đây, cô cũng phải tới đây. Dạ. Cô tới đây, cô coi, phải cô sẽ hướng nhà Hồng Loan. Cô không có sợ cô mẹ sao màu, bị báo, ve chó, ve gì vậy, cô cũng xử hết trơn thiệt á. Cô có thuốc diệt ve hả sao cô? Tao có thuốc diệt ve. Nén sẽ bằng hết nha cô. Cảm ơn cô. Rồi cảm ơn cô tâm sự chia sẻ. Rồi con thay mặt anh em cảm ơn cô nha cô. Và cũng như là chúc cô với lại gia đình nhiều sức khỏe nha cô. Dạ cảm ơn món quà của cô. Tụi con ráng ủng hộ Hồng Loan. Ráng ở vòng ngoài vậy nè.
cô mừng lắm không? Dạ. Cô nói trời, tụi con mà giúp được còn lo ở vòng ngoài. Cái gì gì tụi con biết, trời cô nghe tôi cũng mừng lắm. Anh đang ngồi anh đang hả? Không có ni ni đồ hả trời. Nói cái chuyện này mà không trời khiến là không có ni. Ờ đúng rồi, cô thương chị ni không cô? Sao thương? Dạ. Thương hết. Bình Tinh, Vũ Lân, Hà Ni, Phượng Lê, Phương Lê, cô đều thương hết. Tụi này nó ủng hộ Hồng Loan, cô thương hết. Đừng bỏ nó, tụi nó đừng bỏ Hồng Loan cho tụi con. Cô thương má Tư không cô? Thương luôn, dạ. Má Tư luôn. Dạ. Má Tư nè với Linh Tý Bích Trâm. Linh Tý Bích Trâm. Rồi Hà gì Sang á, Sang á. Huy Sang. Ừ. Dạ. Cô cũng mong một ngày nào đó có cái gì đó cô sẽ gặp hết những tụi nó. Dạ. Cô rất mong như vậy đó. Dạ. Mà cô rất tiếc cô đến trễ quá cô không gặp được con đâu. Cô gặp để cô ngày 4 tháng 5 là cô đi đâu? Cô cũng nói, hả? Ngày 4 tháng 5 cô đi đâu gặp được hết luôn á. Năm đi là gặp hết luôn á cô. Phải không? 4 tháng 5 mà ở đúng ngay rồi. Chỗ nào? Phòng trà đó. Phòng trà ở số 147 đường Cách Mạng tháng 8. Ơi, tôi mới nhớ coi. Cái đầu tao giờ. Mùng 5 tháng 5 là mùng 5 tháng 5 á cô. Mà ở đó là chiều nay khai trương cái shop đó, cùng phường 12 đó cô. Bây giờ cô cũng muốn lợi Hồng Loan đó cô. Cô nó lên vụ kem gì đó. Dạ có đúng bán rồi chưa? Ngay shop dạ, mùng 5 tháng 5 mới khai trương. Dạ, bán thì có bán rồi á. Năm tới rồi nè, bữa nay là năm tay hai rồi, năm 2 nè. Tay mình ngày tới rồi, năm 2 tay rồi, 3 nữa rồi. Tới. Ở trên quận 12 á, thuốc quận 12 nữa. Con muốn đi lại đó rồi con mua kem rồi. Thấy cũng có xài sao đẹp. Đúng rồi, kem đó, kem đó. Không, cô cũng muốn lên ủng hộ. Rồi, con cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô nhiều sức khỏe ạ. Rồi, chào, rồi, chào cô dạ. Bên Úc có bán không? Dạ, dạ cảm ơn.